Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắn keo silicone. Để có những sản phẩm nhôm kiếng đẹp thì ngoài những cái kỹ năng của người thợ là phải giỏi thì cái việc bắn keo silicone là hết sức quan trọng. Nó sẽ làm tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm chúng ta làm ra. Ví dụ các bạn đang xem đây là cái đường keo tôi bắn của cái hệ cửa DK của Tiger, có nghĩa là cửa nhôm cao cấp đó, hệ cửa nhôm cao cấp của thằng Tiger á. Đường keo này tới bán thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ không nghĩ nó là đường keo bán, mà các bạn sẽ nhiều người nhầm tưởng nó là dung nhất. Các bạn thấy đó, đường keo để mà bắn được đường keo đẹp như thế này thì các bạn cần phải cũng phải tập rất nhiều. Ví dụ như những cái chiếc cửa nhôm thế này thì chúng ta cũng không cần phải xài rôn, mà cũng không có rôn đâu mà xài, chúng ta chủ yếu là chúng ta bắn keo. Cho nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách bắn keo cho nó sao cho nó đẹp. Nếu như chúng ta mà làm cửa hay chúng ta làm các cái sản phẩm của chúng ta đã chắc chắn đẹp rồi, nhưng mà cái đường rôn của nó mà chúng ta bắn nó lem, nó không đẹp, thì coi như là cái sản phẩm của chúng ta coi như là cũng bị giảm giá trị đi rất nhiều. Cho nên cái việc bắn keo là cũng rất quan trọng. Hay những người mà có nhu cầu bắn keo ở như các cái lavabo hay là cái bếp ga bếp việc thì cũng có thể xem và bắn keo theo cách của tôi, thì bắn keo nó sẽ đẹp và tính thẩm mỹ sẽ cao. Chứ còn chúng ta mà làm cửa nhôm mà chúng ta cứ phải mỗi lần bắn keo mà chúng ta phải dán băng keo thì nó tiền thì nó tốn bao nhiêu nhưng mà rất là mất thời gian. Cái công việc mà giờ mua keo về mà dán xong thì chúng ta mới bắn thì nó bình thường quá rồi, nó rất là mất thời gian. Thì để bắn keo được thì trước hết chúng ta phải cắt cái đầu keo. Cắt đầu keo, công việc cắt đầu keo là cũng nó cũng quan trọng để quyết định cái đường keo có đẹp hay không. Nhiều người bắn bước ra cái việc xong rồi nói lăm nhăm rồi cạo mất khổ luôn. Thì cái đầu keo chúng ta lưu ý là chúng ta cắt cái đầu keo á thì tốt nhất là chúng ta cắt cái đầu keo khoảng cái lỗ keo, lỗ đầu keo khoảng 5mm thôi, đừng mua cắt rộng quá. Các sản phẩm thông thường trừ trường hợp những cái hồ cá lớn thì chúng ta mới cắt lớn thôi. Cái đầu keo như chừng này là vừa, và cái độ vát của đầu keo chúng ta cắt là khoảng 60 độ. Nhưng tắt cắt đầu keo là chúng ta cắt phải ngoặt, chứ đừng dao phải ngoặt, chúng ta đừng có cắt nó lầy nhầy. Đó, cắt thẳng vào đường, đúng không ạ? Rồi cái đầu keo này nó sẽ cắt rộng cho, đấy tôi hướng dẫn cho các bạn. Đây. Thì nếu mà chúng ta mà dán hồ cá thì chúng ta cắt hồ cá, những hồ cá lớn á, chúng ta mới cần cắt đồng một cái bự thôi. Còn các cái hồ cá nhỏ thì cũng cắt khoảng 4-5mm thôi, cái lò 4-5mm là được rồi. Các bạn thường nghe là dán hồ cá mà giấu keo á,
cắt cho chẳng có dấu gì cả. Chúng ta bắn keo là bắn keo trên cái mép kiếm cho nó đều, nó đừng có đứt đoạn, nó đều một đường, sau đó chúng ta dán lại với nhau. Và những cái chỗ keo mà nó dư nó liêm ra thì lấy lấy dao chúng ta cạo qua nó đi, là coi như là gọi là dán dấu keo á. Thì đó thì giống cái đường này, tức là chúng ta không bắn thêm trong này nữa, thì gọi là dấu keo. Còn để bắn được đồ keo đẹp thì như tôi nói là phải cắt đầu keo, và sau đó chúng ta xác định cái khi chúng ta cầm súng chúng ta bắn á, thì cái đầu vát của keo tôi sẽ đánh dấu hai bên đây, cái đầu vát của keo đây là 60 độ, tôi sẽ đánh dấu hai bên cân xứng. Đây là cái đầu vát trên xuống tôi đánh dấu nha. Thì cái khi mà bắn vô cái cạnh kiếm thì chúng ta phải tìm cái điểm tựa, điểm tựa của nó là đây, hai bên đây nó sẽ tựa vào hai cái thành của cái gờ này sẽ tựa hai thành của cái này, và chúng ta chúc cái đầu keo cho theo ý muốn của chúng ta. Cái đầu múa của cái đầu keo nó sẽ là thành một cái điểm để mà vút cái đường keo cho nó nhẵn luôn. Và nếu chúng ta mà bắn đắt keo á, thì chúng ta hơi ngách cái đầu keo lên một chút thì keo nó sẽ tùn ra nhiều, thì gọi là keo nó ra nhiều thì gọi là đắp đầu keo, đắp keo. Và nếu bình thường chúng ta để giữ cân bằng, chúng ta giữ cân bằng thì keo nó sẽ, và chúng ta bắn keo nó đều tay, chúng ta kéo nó đi đều thì keo nó sẽ đẹp. Chúng ta lưu ý là sẽ tạo ra cái kiếm điểm tì cho đầu keo, rồi chúng ta kéo nó đi nó mới đều được. Còn nếu mà không có điểm tì đầu keo thì bắn rất khó. Bây giờ tôi sẽ bắn thử các bạn xem. Bây giờ tôi xài kiểu silicon sửa, sửa cho các bạn dễ nhìn. Chúng ta bóp cái đầu keo ra, không ví dụ như nó thừa thế này thì ngồi là chúng ta lấy khăn, còn hai lấy tay là chúng ta phải gạt nó đi. Chúng ta không có để thừa thế này mà chúng ta đưa vào cái đường keo chúng ta chuẩn bị bắn được. Nếu mà đưa vậy là cái đường keo nó sẽ xấu. Chúng ta phải gạt hết đi, thì chúng ta đặt vào. Đây, các bạn xem tôi bắn. Bạn thấy không? Cái đường keo nó rất là đẹp. Đó. Đây thì bắn bên này nữa cho các bạn xem. Đó, nếu như nó mà bị keo mỗi lần chúng ta bắn mà nó tụt ra, chúng ta cứ nó là lau đi, còn lấy không thì lấy tay chúng ta gạt đi, chứ đừng có để nó dư mà chúng ta cho vào cái vật chúng ta cần bắn luôn á, thì nó rất là nham nham và xấu, cho nên là chúng ta phải cẩn thận cho đó. Thì cái đường keo của tôi bắn đây, các bạn chờ xem. Đây là cái đường keo của tôi bắn, tôi bắn bằng keo sửa cho các bạn dễ quan sát, nó rất chi là đều. Các bạn mà không, tôi làm nghề tôi không phải xài tới băng keo dính làm gì, bởi tôi bắn đường keo nó đều thế này thì xài bằng keo dính rất là mất thời gian, và đâm ra rồi sản phẩm nó cũng đâu có đẹp hơn cái keo tôi bắn không xài bằng dính đâu. Bắn keo rồi các bạn có mút vút lại đường keo cho nó nhắn cũng được, không vút thôi, nếu như bạn bắn đẹp thì thôi. Đây đường keo bắn đẹp rồi thì không cần thấy vút nữa. Nhưng trường hợp nếu mà chúng ta vút thì đây tôi sẽ vút cho các bạn xem. Chúng ta đưa ngón tay chúng ta vút đều, keo đều nha. Chúng ta đưa vào chúng ta keo đều cái đường keo cho nó chạy cho nó đều nó mịn. Đấy. Nếu trường hợp phải vút thì cái đường keo nó vẫn cứ chạy đều và rất là đẹp. Các bạn thấy không? Một khi chúng ta
chúng ta bắn là chúng ta phải kết hợp cái cảm giác của cái lực tay và cái đầu kêu, có phải có điểm tì, chúng ta phải cảm nhận được cái điểm tì của nó chạy đều, tì của cái đầu kêu nó sẽ chạy đều đúng không, và đồng thời chúng ta phải cảm nhận được cái lực và kêu nó ra, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải phối hợp, tóm lại phải phối hợp các giác quan thì chúng ta mới bắn được cái đường kêu mà nó đẹp như ý muốn. Còn đối với các cái đường kêu mà mặt thẳng thì tốt nhất là cái độ hở của nó khoảng 3mm là chúng ta bắn đẹp. Như thế này thì đây tôi cũng bắn thử cho các bạn xem cái đường kêu nối mặt thẳng. Một tay cầm phố bắn đây. Đây các bạn cũng tì như vậy, cũng tì cái đây cái mép hai cái điểm này chúng tì vào giữa, chúng ta tì cho hai chúng ta tì cho cái đầu kêu nó chúc xuống, hơi chúc xuống và chúng ta bắn kêu tới, chúng ta kêu ra vừa thôi, chúng ta quan sát thấy kêu ra vừa thôi là được rồi, đừng có cho nó ra nhiều quá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta phải tì, chúng ta phải có điểm tì, nhưng mà chúng ta phải kéo ra, phải có cảm giác, chúng ta phải biết cách tì cái đầu kêu thì nó mới đẹp được. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Tôi sẽ đăng những clip có ích tới việc học nghề cho các bạn. Nhớ đăng ký kênh của tôi và chia sẻ giùm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.